Nhìn là phay này anh em ơi. Win anh em. Bạn này quân thì vẫn rất khỏe rồi. Ôi ôi anh em ơi, cái gì vậy trời? VIP cho bạn cái ảnh anh em ơi. Các bạn ơi, chào mừng các lại với video tiếp theo của mình. Ôi, sẽ có kênh 6 căn đông anh em. À, ai đơn đơn mình đấy. Xem gì đây. Ok, mình sẽ chơi với bạn này nha. 2000 xu. Nó không bằng cấp á. 3 ngày, em tiếp băng gói dốc. Đá này. Nó đá anh em ơi. Location. No, ai đấy? Ok, ok. Bạn này bạn nào vậy? Đấy, đô mình à, nhưng mà mình không biết. Đoàn trường của phổ thông Quế Lâm ạ. Ồ ôi. Quế Lâm gần trường mình anh em ơi. Ok, mình sẽ hôm nay mình sẽ chơi ác bạn Thinh nha anh em. Hello. Hay ngu anh em ơi. Đá gấp 8, đá gấp 9. Bạn ơi đừng ra bơm máu, đúng rồi ra bơm máu là hỏng ăn luôn anh em ơi. Tôi lốc về anh em ơi, có con thần chết rồi kìa. Chết rồi. Bọc giáp này không ổn anh em ơi. Chết rồi. Băng ạ em ơi, băng ạ. Ủa bạn này quân đỏ ấy. À bị luôn thần chết nó cào dao thấm quá anh em ơi. Thua rồi. Thôi rồi anh em ơi, không đỡ được nữa rồi. Bạn bị ép cho mình này, chết. Chết dở không. Chết anh em ơi. Hello. Lại là mana anh em ơi. Thôi đốt nhầm mình ra phay rồi. Ấy à, đây bật 4 luôn. Ghê thế. Bực máu anh em ạ. Sợ nhất bạn này có con tanh bảo vệ thôi. Hỏng ăn rồi. Đừng có như vậy với chúng tôi. Ok, cái này đỡ rồi anh em ạ, đỡ được phần nào đấy.
từ từ mình cần nó, mình cần có không gian anh em ạ. Ok, tất cả con thật đã ở đây nha anh em nhé. Ôi giời ơi, mình công răng hay thế mà bạn này đổi chỗ anh em ạ. Lấy vị trí ở giữa anh em ơi, không cho có đường thở luôn. Mom như cây xuống em ơi, win. Càng ấy, bạn này càng anh em ạ. Càng em ạ, càng ở. Ok, tiếp tục. Mẹ cảm ơn anh em ơi. Mình sẽ ra này anh em nha. Bơm máu đi, sao bạn không biết anh bơm máu nhỉ? Dễ trị anh em ạ, bên bơm máu dễ trị. Ok, tăng vô máu đây. Cấu, cấu gì ở phía nào, cấu anh em ạ, đâu anh em rút về. Anh em cầm bóp đây này, bóp con thần chết. Chơi gì bẩn vậy? Ơi, chết mình rồi. Hỏng ăn rồi. Đỡ kiểu gì bạn ơi? Chịu không đỡ là bạn này quân, bạn này khỏe ra đấy. Cái lên là lại xuống này. Ôi quân, quân này không ổn đâu bạn ơi. Đá anh em nhé. Chạy nói anh em nha, mình có dao này này. Thôi đã hỏng ăn rồi. Anh em đợt này ra cho tì khác rồi nha. Ây à, con này chính đó. Sọc rất đau anh em ạ. Anh em cho pháo nhân thạch nhá. Ui đá bạn này cấp 10 bạn ạ, khỏe thế. Là mình biết yếu các bạn. Ôi epic cấp 4 đỉnh luôn. Chẳng là bạn anh em tố lốc. Tố lốc về và đè vào đây anh em nhá. Đó các bạn thấy chưa? Nhìn là phay này anh em ơi. Win anh em. Bạn này quân thì vẫn rất khỏe rồi. Ôi ôi anh em ơi, cái gì vậy trời? VIP cho vậy cái ảnh anh em ơi. Ok, cài dương luôn cho bạn này nhá. Bạn thịnh xuống ấy. Thôi đúng đúng đi vậy. Chơi tiếp vào anh em ơi. Bạn này thành cấp 9 anh em ạ. Ác VIP thế trời.
tai nghe em ơi. Chán rồi anh em bạn, vừa mới suốt luôn. Đã đi chậm hơn tí nữa là ngon nhé. Tiên nữ. Thế rồi bạn này chơi nguyên bộ 3 tấn công nhỉ. Bộ 3 chơi kiểu áp đảo đường em. Không kịp luôn anh em ơi. Ê ở đây đừng ghi bạn ấy cấp 3 rồi anh em ạ. Hỏng ăn rồi. Rất con chịu được cái gánh em kìa. Ồ bạn này con này cấp 8 biết đỉnh luôn anh em ơi. Thực sự bạn này quá đỉnh luôn anh em ạ. Thực sự không phục bạn này luôn. Khó bạn này mấy rơi vào 3 thôi anh em ạ. Bắn á. À chết từ lúc về muộn quá anh em ơi. Ghét cái điều này. Khó bạn này mạnh đấy anh em ạ. Mom location anh em ơi. Win anh em ơi. Mình có con sói dự bị ở đây nữa. Tiếp tục nha anh em. Sunday. Đớp. Chuẩn bị đớp mong đu cái sườn em ơi. Con này nha. Anh em ra cậu giúp mình. Trời ơi, ra tay nhanh anh em ơi, nhanh. Không nên ra bơm máu vội nha anh em nha. Bơm máu anh em ơi. Ấy à, lại cấp 4 rồi anh em ơi. Mang anh em mình để trên này giúp mình nhá. Bắn chậm quá anh em ạ, vồ phát chết luôn rồi, thực sự quá khủng khiếp luôn. Ây à, bạn này đoán tướng hay đấy nhỉ. Ôi đù, chết mất con đấy, mình ở đâu á. Mất cả cái băng của mình luôn á, trời ơi, nó phải 8 trời ơi, toàn gặp đối thủ này. Sống bằng niềm tin. Ôi, kỵ sĩ cấp 5 rồi anh em ạ, rời đỡ, bọn này thôi khỏi đỡ anh em ạ. Thôi nhận thua luôn đi. Ai là số quy kinh cấp 4. Bạn này có rời đỡ. Đỡ kiểu nào là bây giờ. Chín sáu việt nam ạ. Linh 42007. Ơi chào bạn Linh nhá. Bạn thời gian lâu không? Năm cao cú với các bạn, mình thấy năm cao nhất của bạn đấy là 5082 điểm. Năm 6 gồng có gồng gồng ra một xem mình
Trời ơi, không xem mà ngọn đồng quá. Tới đây em nhé. Hôm nay nó hơi bị một thế nào bạn. Hôm nay tâm trạng của mình là nó kiểu khó anh em, khó chơi ạ. Ok, hẹn em mở clip khác nhé.